bản án nghiêm minh cho nhóm đối tượng buôn ma túy, bắn súng vào lực lượng công an khi bị truy đuổi. Trong quá trình làm nhiệm vụ, một cán bộ công an đã bị nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy dùng súng bắn. Ngày 24 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Sùng A Chía sinh năm 1981 và ba đồng phạm là Sùng A Tông sinh năm 1991, Thào A Minh sinh năm 2000. Phạm A Báo, sinh năm 1994, đều trú tại huyện Mường Lát về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, tổ công tác của công an huyện Mường Lát gồm 5 cán bộ do đồng chí Phạm Văn Vương, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy làm tổ trưởng đã phát hiện sùng a Chí và sùng a tông có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy nên tổ công tác đã dừng xe yêu cầu kiểm tra khi thiếu tá vi văn luân công an viên công an xã pù nhi cùng ba đồng chí khác lại gần hai đối tượng để kiểm tra thì bất ngờ bị sùng a Chí cầm súng bắn thẳng vào người khiến đồng chí luân trúng đạn gục xuống đường ngay sau đó sùng a tông cũng cầm súng bắn tiếp về phía tổ công tác nghe thấy hai tiếng súng nổ Phàng A Páo và Thảo A Minh đang ở trên núi cũng đổ súng bắn xuống để yểm trợ cho đồng bọn tẩu thoát. Sau khi gây án, nhóm các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Các đồng chí trong tổ công tác đã đưa thiếu tá Luân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đồng chí đã hy sinh trước khi đến bệnh viện. Ngay sau khi vụ án xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ nhóm đối tượng gây án. Từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 5 năm 2021, Cả bốn đối tượng nói trên đã lần lượt bị lực lượng công an bắt giữ và vận động ra đầu thú. Tại phiên tòa, bốn bị cáo đã khai nhận những hành vi phạm tội. Căn cứ vào tính chất mức độ vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các đối tượng, cũng như quá trình tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Sùng A chỉ mức án tử hình, ba bị cáo còn lại là Sùng A Tông, Thảo A Minh, Phan A phá mức án tù chung thân. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường dân sự về chi phí mai táng tổn thật tinh thần cho thân nhân bị hại với tổng số tiền trên 225 triệu đồng. Bù cấp dưỡng hàng tháng cho hai con nhỏ của liệt sĩ Vi Văn Luân cho đến khi đủ 18 tuổi mỗi tháng 4 triệu đồng. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.